các công ty Việt Nam có thể đánh mất cơ hội do Hiệp ước TPP mang đến. Trong khi Hiệp ước Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, còn đang được đàm phán, thì nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã mạnh tay đầu tư vào những lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam nhằm đón đầu cơ hội. Các nghiên cứu đều cho thấy việc tham gia TPP sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam. Theo ước tính, năm 2025, GDP của Việt Nam có tham gia TPP sẽ cao hơn từ 7.7 cho đến 10.5% so với không tham gia TPP. Xuất khẩu cao hơn 28.4%, tức tương đương với 307 tỷ Mỹ kim. Những ngành công nghệ thấp như dệt may và da giày sẽ tăng mạnh nhất, lên đến 45.8% và đạt khoảng 165 tỷ Mỹ kim. Có lẽ vì vậy mà nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã mạnh tay đầu tư vào ngành dệt may, mà đặc biệt là vào lĩnh vực sản xuất nguyên liệu cho ngành này. Theo quy định TPP, tất cả các nguyên liệu được sử dụng trong ngành may dệt phải có xuất xứ từ một quốc gia trong khối TPP, thì thành phẩm của ngành này mới được hưởng thuế suất ưu đãi. Hiện nay, ngành may dệt của Việt Nam phụ thuộc đến 40% nguyên vật liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, quốc gia không tham gia TPP. Đây là một bất lợi cho Việt Nam. Đáng nói hơn là, trong khi Việt Nam đang đàm phán chi tiết về các điều khoản của TPP, thì các công ty đến từ các nước không tham gia TPP như Nam Hàn và Trung Quốc đang phát triển các dự án đầu tư tại Việt Nam trên quy mô lớn, phần nhiều là xây dựng các nhà máy dệt sợi. TPP được đánh giá là hiệp định tự do thương mại của thế kỷ 21 vì có chất lượng cao nhất so với các hiệp định từ trước đến nay. Nhưng không phải các công ty Việt Nam không nhìn thấy cơ hội này, mà là do các chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước đã không hỗ trợ cho các công ty tư nhân đầu tư đúng hướng. Và đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam bỏ lỡ cơ hội. Với trao đổi thương mại song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã tăng từ mức 1 tỷ Mỹ kim lên đến 26 tỷ Mỹ kim tính từ năm 2001 đến năm 2012. Nhưng trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam thì hàng của các công ty nước ngoài ngày càng tăng và hiện chiếm đến 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu. Việt Nam đã không tận dụng được các cơ hội được tạo ra khi Việt Nam tham gia vào tổ chức kinh tế quốc tế, đặc biệt là WTO. Lý do là vì nhà nước đã đổ tiền vào các công ty quốc doanh kém hiệu quả do tệ nạn tham nhũng, sự vô trách nhiệm và thiếu khả năng của giới lãnh đạo. Các chuyên gia cho rằng nếu không muốn để cho phần lợi lớn mà Việt Nam được hưởng từ TPP rơi vào tay các công ty nước ngoài, thì nhà nước Việt Nam cần tạo cơ hội cho các công ty tư nhân có điều kiện thuận lợi để phát triển. Khu vực kinh tế tư nhân chính là động lực phát triển kinh tế của một quốc gia, vì họ thật sự là những người năng động và sáng tạo.